Hi, xin chào các bạn, mình là Hana và chào mừng các bạn đã quay lại với Big Channel. Thì nhà Realme đã vừa cho ra mắt hai con máy mới, đó là con Realme 6 cũng như là Realme 6 Pro. Với mức giá khởi điểm là tầm dưới 5 triệu thì đây sẽ là một con máy như thế nào? Bây giờ thì hãy cùng mình vào video để xem những cái đối thủ của Realme 6, Realme 6 Pro và cùng đánh giá xem con này có đáng giá không nha. Ok, vào video thôi. Thì bạn nào mà là fan của thương hiệu Realme thì hãy ghé qua trang web của Bạch Long Mobile. Tụi mình đang có bán những cái sản phẩm của Realme với mức giá vô cùng hấp dẫn nha. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả. Rồi bây giờ hãy cùng mình điểm qua những cái điểm nổi bật ở trên cái bộ đôi là Realme 6 cũng như là Realme 6 Pro. Chắc chắn luôn các bạn cũng sẽ cảm thấy thích. Thì Realme 6 và Realme 6 Pro sẽ có thể là tự động chuyển đổi giữa tần số quét màn hình 60Hz và 90Hz với nhau. Điều này sẽ giúp máy tiết kiệm điện năng cho máy cũng như là các bạn cũng sẽ có một cái màn hình mượt mà hơn cho cái trải nghiệm tốt hơn. Và cái điều này thì rất là khó tìm được con nào ở trong phân khúc có được cái trang bị này. Cùng với đó thì cấu hình cũng là một cái phần mà rất là đáng giá trên hai em này. Đó là trên Realme 6 chúng ta sẽ được trang bị con chip là Helio G90T. Con chip này cũng khá là mạnh mẽ nha các bạn. Và ở trên Realme 6 Pro chúng ta sẽ được trang bị con chip đó là Snapdragon 720G. Đây là con chip chuyên game luôn của nhà Qualcomm mới vừa được ra mắt. Nhà Realme lần này không chỉ tập trung vào hiệu năng không đâu nha các bạn, mà họ còn cả là đầu tư vào cái cụm camera của máy nữa. Đó, hai con máy chúng ta sẽ có độ phân giải camera là 640Hz luôn, cho chúng ta những cái bức hình thật là đẹp. Chưa dừng lại ở đó thì Realme còn trang bị thêm cho con máy của mình một cái viên pin đủ dùng, cùng với đó chúng ta sẽ có sạc nhanh lên đến là 30W luôn. Nói chung lần này thì mình cảm thấy là Realme 6 cũng như là Realme 6 Pro là một cái con máy mà có thể là đáp ứng tốt được những cái nhu cầu của người dùng ở thời điểm hiện tại luôn. Và mình thấy với cái mức giá khởi điểm này thì Realme 6 và Realme 6 Pro chắc chắn sẽ gây được ấn tượng cho người dùng bởi những cái trang bị trên em này thật sự là quá là tốt rồi, đúng không các bạn? Và tiếp theo sẽ là phần giá bán chính thức cũng như là thời điểm lên kệ của hai em này. Theo dự kiến thì Realme 6 sẽ chính thức lên kệ từ ngày 11 tháng 3 tại Ấn Độ với mức giá khởi điểm từ khoảng 4 triệu 1 đến 5 triệu đồng tùy theo phiên bản bộ nhớ. Còn Realme 6 Pro sẽ dự kiến lên kệ từ ngày 13 tháng 3 với mức giá khởi điểm khoảng là 5 triệu 4 cho đến khoảng là 6 triệu đồng tùy phiên bản bộ nhớ nha các bạn. Và nói chung thì đây là giá bán quốc tế, còn nếu như mà hai em này mà về Việt Nam thì mức giá cũng sẽ chênh lệch đâu đó là tầm 600 nghìn. Và hơn thế nữa thì nếu như mà những cái sản phẩm này được bán ở cửa hàng ấy thì mỗi cửa hàng nó cũng sẽ có cái mức giá khác nhau, và đặc biệt là tại Bạch Long thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái mức giá rất là hấp dẫn luôn. Và nếu mà Realme 6 cũng như là Realme 6 Pro mà mở bán tại Việt Nam thì mình nghĩ là ở tầm cái phân khúc này thì bộ đôi này cũng sẽ có một số những cái đối thủ mà cũng nên đáng lưu ý ở đây. Về Realme 6 thì sẽ có những cái đối thủ như là sản phẩm thương hiệu Việt của Vsmart nè, chúng ta có Vsmart Active 3, Vsmart Lite. Cùng với đó thì đối thủ trực tiếp của Realme 6 luôn vẫn là Redmi Note 9. Rồi, cuộc chiến rất là hấp dẫn ha. Thì bây giờ cùng mình phân tích kỹ hơn về những cái đối thủ của con Realme 6 để xem là nó có thể là chiến đấu lại không nha. Đầu tiên sẽ là con Active 3. Thì ở cái mức giá thấp hơn tầm 3,5 triệu chúng ta có Vsmart Active 3 là một cái thương hiệu của Việt Nam. Thì cũng nổi bật với nhiều cái tính năng xu hướng như là camera pop-up này hay là màn hình tràn viền. Và tất nhiên là Active 3 cũng sẽ nổi trội hơn với chế độ bảo hành 18 tháng của hãng. Và thêm một sản phẩm nữa từ nhà Vsmart đó là Vsmart Lite. Thì điểm mạnh của con Lite này là chúng ta sẽ có một cái cấu hình rất là mạnh mẽ, con chip Snapdragon 675. Nhưng mà nó cũng không chênh lệch quá nhiều so với con chip trên Realme 6. Mặc dù yếu thế hơn bởi màn hình không đạt được 90Hz như Realme 6, nhưng mà Vsmart Lite lại có mức giá khá là dễ chịu. Chưa kể là dung lượng RAM khủng đến 6GB, và chúng ta vẫn sẽ có lựa chọn khi mà lựa chọn hai con máy này, và chúng ta sẽ tiết kiệm được một cái khoản tiền đó. Và tiếp đến đó là Redmi Note 9. Thì Redmi Note 9 là một cái sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với Realme 6 luôn các bạn ơi. Với thông tin rò rỉ mà mình thu thập được trên mạng thì em này sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 675. Nói chung đây chỉ là thông tin thôi chứ là chưa có thông tin chính thức nha các bạn. Cùng với đó thì Redmi Note 9 cũng sẽ có cụm camera là 48MP. Thì mình cũng có check giá của Note 9 ở bên Ấn Độ thử thì với mức giá tầm 4 triệu đồng. Rồi, và theo cái thông tin này thì mình cảm thấy là về phần thông số camera, về cấu hình thì cơ bản là Realme 6 vẫn lợi thế hơn là Redmi Note 9 luôn các bạn. Rồi, tiếp theo sẽ là con Realme 6 Pro. Thì
Realme 6 Pro theo như mà mình tìm hiểu thì mình cảm thấy là đối thủ của Realme 6 Pro chỉ có thể là Redmi Note 9 Pro mà thôi. Cạnh tranh trực tiếp nha các bạn. Cuộc chiến này không biết là ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Và theo như thông tin mình thu thập được thì Redmi Note 9 Pro sắp được ra mắt và cũng sẽ có một số những cái trang bị khá là giống với lại là Redmi 6, ví dụ như là con chip Snapdragon 720G cùng với đó camera chính là 64 megapixel. Phần này thì khá là giống nhau. Và cũng đã có thông tin về giá bán của Redmi Note 9 tại Ấn Độ thì cũng tầm tầm ngang giá với lại Realme 6 Pro nha các bạn. Và mình thấy thì thông thường những cái sản phẩm của nhà Realme khi mà ra mắt để mà cạnh tranh với nhà Redmi ấy, thì mức giá của nó lại thấp hơn Redmi một chút. Giống như là hồi cái lúc mà Realme 5, Realme 5 Pro và Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro ra mắt vậy đó các bạn. Thì mức giá của Realme nó sẽ thấp hơn một xíu, cho nên đây cũng là một cái điểm lợi thế của Realme. Về phần camera thì hai con này cũng sẽ có độ phân giải camera giống nhau. Tuy nhiên thì nước ảnh của hai con này sẽ khác nhau nha các bạn. Tức là bên Realme mình nhận xét là nó sẽ có nước ảnh rực rỡ hơn, màu sắc nhìn nó tươi hơn là của Redmi. Redmi thì nhìn màu ảnh nó sẽ khá là thật. Nhưng mà hiện tại thì chắc là phải đợi có máy thì mới so sánh chính xác được chất lượng ảnh của hai em này. Cho nên đợi thôi. Và theo mình tìm hiểu thì Redmi Note 9 sẽ có viên pin là 5000mAh. Và Realme thì lại có viên pin thấp hơn tầm 4300mAh thôi. Nhưng sạc nhanh của Realme 6, 6 Pro lại nhanh hơn là của Redmi Note 9, Note 9 Pro với sạc là 30W. Wow, Redmi và Realme đúng kiểu là đối thủ trực tiếp với nhau luôn. Nói chung là bên được bên mất. Và nếu mà chúng ta muốn xem ai thắng thì chắc là phải đợi cả hai bộ đôi này cùng ra mắt thì mới biết được kết quả như thế nào. Nhưng mà các bạn thì hai cái dòng smartphone này hiện tại cũng đang gây được sự chú ý cho người dùng khá là nhiều. Bởi vì trang bị tốt nhưng mà mức giá thì lại rất là hợp lý. Rồi, theo như thông số và những cái trang bị của Realme 6 cũng như là 6 Pro thì mình cảm thấy là bộ đôi này chắc là sẽ rất là khó để có đối thủ mà có thể cạnh tranh được. Trừ khi là đối thủ trực tiếp của nó đó là Redmi Note 9 cũng như là Note 9 Pro ra mắt thì mới mong là có khả năng cạnh tranh được. Và theo như cá nhân mình, khi mà mình tìm hiểu về bộ đôi Realme 6 cũng như là 6 Pro này thì mình thực sự cảm thấy rất là ấn tượng với những cái trang bị trên hai con này. Và mình cũng đánh giá là Realme 6 cũng như là Realme 6 Pro sẽ là hai cái sản phẩm mà đáng giá trong phân khúc. Các bạn nghĩ sao về Realme 6, Realme 6 Pro? Các bạn là fan của Redmi hay là của Realme? Ok, comment bên dưới cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin lần sau. Bye.